bạn này là Sunny đây, và lâu rồi Sunny mới có một video restock đúng không nào? Và để đặt hàng các bạn nhớ lên Shopee Sunny Fan TV đặt hàng nhé. Và đầu video Sunny cũng có tiết lộ về thông tin sự kiện Slamtopia đổ bộ ở Sài Gòn vào ngày 30 tháng 6 tới. Vậy nên Sunny hy vọng tất cả các bạn sẽ đến dự sự kiện cùng với Sunny và các bạn Slammer đến từ Hà Nội. Đầu tiên chúng ta sẽ đến với một sản phẩm DIY Slam, đó là chúng ta sẽ được nhận một em Basic Slam Unicorn Plus. Em này hiện tượng đang bán 24/7 trên Shopee của Sunny các bạn nhé. Và tặng kèm đấy là một em donut làm bằng clay, cầm hũ sốt caramel. Và kèm đấy là một hũ cốm unicorn, và em Slam này có tên là Donut Unicorn, à Unicorn Donut, hay đại loại là vậy đó các bạn. Và sau khi trộn lại chúng ta sẽ được em clay Slam cực kỳ mềm mịn và phết như bơ, và đặc biệt là rất phồng phì luôn các bạn. Và em Slam này có mùi sữa vani, vậy nên là rất là thơm, kiểu mùi bánh kẹo đó các bạn. Rồi sau khi chơi em Slam này sẽ rất là phồng phì luôn. Vậy nên là các bạn hãy nhớ lấy cái hũ mà Sunny đã đi kèm cho bạn để đựng cái bánh donut đó, để chia Slam ra để bảo quản các bạn nha. Và tiếp theo chúng ta sẽ đến chiếc Bro Slam. Bro Slam lần này Sunny sẽ bán cho hai size, size M và size L, đều là hũ OG cực kỳ xịn sò luôn. Và các bạn có thể nhìn thấy là chiếc Slam cực kỳ sickly. Và đi kèm với em Slam này là các bạn sẽ được tặng một hũ cốm, ngũ cốc và một cái charm hình quả trứng các bạn nhé. À, charm hình trứng ốp lết chứ, cực kỳ xinh và dễ thương. Và em Slam này có tên là ngũ cốc kem trứng nha. Và trước tiên là chúng ta hãy chơi thử em Slam bơ trước, và sau đó bạn có thể tự trộn ngũ cốc hoặc là kèm charm vào để trang trí tùy ý. Sau khi thử nghiệm với rất là nhiều công thức làm Jerry Slam thì hôm nay là một video đầu tiên Sunny restock chiếc Jerry Slam này. Tuy nhiên thì em Slam này vẫn còn rất là đặc, bởi vì Sunny mới vừa làm một vài ngày thôi và nó vẫn chưa trong hẳn đâu. Nhưng mọi người có thể nhìn thấy là chiếc Slam nó kiểu đặc và rất là trong, và nhìn rất độ mịn của nó, mọi người có thể nhìn thấy đúng không? Và được lấy ý tưởng từ trái dưa hấu, và đi kèm cái em Slam Jelly này là một em Fimo dưa hấu. Bạn sẽ được tặng một hũ Fimo chiếc dưa hấu này ngoài như này nha. Và Slam này Sunny cũng bán 2 size trên Shopee, bạn có thể lên Shopee đặt hàng và thử nghiệm chất Jelly Slam từ Sunny Fan TV nhé. Chính là Cloud Cream, và em này cũng được bán với 2 size hũ OG trên Shopee luôn. Và các bạn sẽ được tặng kèm một hũ cốm cầu vồng, một cái charm bánh kẹo ngẫu nhiên. Em Slam này thì có mùi bánh sinh nhật, và các bạn có thể nhìn thấy là chất Cloud Cream cực kỳ mềm mịn và khi chơi nó cực kỳ phồng phì các bạn nha. Các bạn có thể chơi chất này không, hoặc là trang trí cộng với lại cốm với lại cái bánh charm bánh sinh nhật tùy ý các bạn thôi. Là nhắc đến Sunny thì bạn không thể không nhắc tới Clear Slam, bởi vì là bạn rất yêu thích chất Clear Slam từ Sunny luôn. Và đợt này Sunny đựng trong hũ này 300ml, được rất nhiều Slam, và sử dụng cái sticker siêu mini để bạn nhìn thấy được độ trong xuyên thấu em Slam. Và em Slam này có tên là kim cương xanh, bởi vì bạn sẽ được tặng kèm 3 cái charm hình kim cương và rất là nhiều hạt Pearl Galaxy rất là xinh. Và vì Slam Sunny mới vừa làm thôi nên nó rất là đặc. Tuy nhiên các bạn có thể nhìn thấy là dù đặc như vậy nhưng kéo thoải mái đi, bởi vì là dù đặc nhưng Slam vẫn là dẻo và đặc biệt là rất là thơm nữa nha. Các bạn hãy đặt hàng ngay em này trên Shopee Sunny Fan TV bạn nhé. Và tại sự kiện Slamtopia vào ngày 30 tháng 6 tới, Sunny cũng sẽ bán em Slam này cho các bạn.
cạnh Clean Slam đó chính là Basic Slam được các bạn yêu thích rất là nhiều. Và đợt này với một diện mạo mới, tất cả những mẫu Slam các bạn yêu thích nhất từ Sunny Fan TV, Sunny sẽ bán 24/7 trên Shopee. Vậy nên các bạn có thể đặt hàng bất kỳ lúc nào trên Shopee luôn nha. Và điều đặc biệt nữa là mỗi em Basic Slam sẽ được tặng kèm một cái sticker, kèm một cái sticker có tên của chính em ý, để tạo điểm nhấn và cực khu ngầu như bà Tân Vlog. Một trong những best seller của Sunny đó chính là kẹo dẻo xài, được rất là nhiều feedback và sự yêu thích của các bạn. Vậy nên là chắc chắn rồi, luôn luôn có mặt trên Shopee để các bạn đặt hàng nha. Tại sao Sunny lại chọn kẹo sữa Malaysia? Bởi vì là chất kẹo này làm cho slam cực kỳ mềm, đặc, dẻo, các bạn thấy kéo thoải mái mà không lo bị đứt. Cộng với đó là mùi nó rất là nhẹ nhàng, không gây mùi kẹo sữa hắc. Và một điều mà Sunny rất tự hào về loại keo này đó chính là độ bền. Sunny đã nhận được rất là nhiều feedback từ rất là nhiều các bạn đã chơi Slam Basic của Sunny là để cả tháng, vài tháng mà Slam không chịu chảy hoặc là rất là lâu chảy. Nó vẫn sẽ chảy nhưng mà rất là lâu nha các bạn. Tiếp theo là một em Basic mà dạo này được rất nhiều bạn yêu thích, đó chính là em Sinktober. Bởi vì sao lại gọi Sinktober? Bởi vì nó mềm mịn như một cục bơ, nhưng nó là Basic Slam nha bạn. Và nó có thể phế được đó, bởi vì nó quá mềm như bạn ạ. Bóc bong bóng thì phải khỏi nói rồi. Tiếp theo là một em kem đào pha trộn một cái màu cực kỳ rực rỡ luôn. Và rất nhiều bạn hỏi Sunny dùng màu gì cho slam của mình, thì Sunny dùng màu thực phẩm của Mỹ nha. Bởi vì màu nó lên màu nó rất là chuẩn các bạn ạ. Và đặc biệt là an toàn, nếu như mà Sunny nhỡ có pha đậm quá, có dính ra tay thì nó cũng rất là an toàn, tuyệt đối. Đặc biệt nữa là lên màu rất là tươi. Mặc dù màu nó giá hơi cao nhưng mà không sao cả, vì slam phục vụ. Slam này có tên là súp rau trứng và Sunny cũng nhận được rất nhiều phản hồi trên Instagram. Các bạn rất yêu thích cái slam và cách trang trí này. Và đặc biệt em slam này nó rất là mềm, chứ càng chơi càng mềm ý các bạn. Tất nhiên là slam của Sunny luôn luôn bóng rồi, không phải nói về độ bóng của nó nữa nhé. Tiếp theo đó chính là một em DIY dâu tây, bánh kem dâu tây. Chúng ta sẽ nhận được một em Slam Basic Malaysia màu hồng. Em này chính là em Pinkberry, luôn có mặt trong các kỳ restock và cũng 24/7 trên Shopee luôn bạn nhé. Em Slam cực kỳ bóng, đặc, mềm và dẻo. Đi kèm với đấy chúng ta sẽ được một hũ chứa những chiếc lá và một hộp clay được nặn hình trái dâu tây và một hũ sốt dâu tây. Và sau khi chúng ta trộn lại y hệt như em Unicorn Donut, chúng ta sẽ được một em clay slam mềm mịn và phồng phì. Cloud đợt này chúng ta sẽ có một cloud màu trắng, được tặng kèm hai cái charm con thỏ và một vài cái lá. Giống như thì là con thỏ ăn cỏ uống nước sông và chứ gì liên quan đến màu trắng tượng trưng cho lông thỏ nha các bạn. Và Sunny đã thay đổi công thức làm cloud rồi, vậy nên cloud cực kỳ bông tơi và rơi rất là chậm. Và chúng ta đến với slam cuối cùng rồi. Và các bạn biết không, thì tất cả các slam trong Kiri Stock đợt này Sunny đều lấy ý tưởng từ các slammer Hàn Quốc. Và em slam này cũng vậy, một cái bay clear slam cực kỳ dẻo và 100% bên trong đó chính là những hạt ngọc trai.
Quả bên đấy thì cái hạt này là cái hạt ngọc trai không có lỗ và nó giá rất là cao. Tuy nhiên Sunny nó hỏi ý kiến của các bạn trên Instagram, bạn nói rằng ăn chơi thì không sợ mưa rơi, thích thì nhích phải cực kỳ ngầu như bà Tân Vlog. Vậy nên các bạn bảo là Sunny restock đi, các bạn sẽ ủng hộ. Đi kèm với em Sam này sẽ là một hũ kim tuyến hình vỏ sò. Và Sam này có tên là nước mắt nàng tiên cá, bởi vì Sunny nhớ là bộ phim Huyền Thoại Biển Xanh thì cái nàng tiên cá khóc sẽ ra ngọc trai. Vậy nên Sunny nghĩ cái tên này cũng khá là hợp. Và video của Sunny cũng hết giờ, các bạn like, share và subscribe nha. Và bạn thích Sam nào nhất của Sunny thì để lại ý kiến comment. Cùng với đấy là đừng quên tham dự kiện Sam Topia vào 30 tháng 6 này cùng với lại các Summer Hà Nội. Còn bây giờ thì bye bye. À quên, nhớ là lên Shopee Sunny Fan TV đặt hàng nhé.